Đây là khu dân cư thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dù nằm sát biển, nhưng để chuẩn bị đợt bão số 8, ngư dân ở đây chủ yếu tập trung cho việc di chuyển ghe thuyền. Thì nhà đã xây kiên cố rồi thì không lo nhà nữa, nhưng mà an toàn là chỉ lo chiếc ghe thôi. Nhưng mà thấp tới đã dựa bờ rồi, nhưng mà neo ghe cũng an toàn. Khi mà gió nó sang tới thì phải cái neo chạy đi đâu. Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết, dù là địa phương từng bị thiệt hại nặng do cơn bão Sang Sen năm 2006, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn đã không còn những căn nhà tạm mà hầu hết đã được xây dựng kiên cố. Công tác chèo chống nhà cửa chủ yếu được các lực lượng tại chỗ tập trung thực hiện tại các công sở và trường học. Chúng nó phân công các bộ phận các trường học xuống để nắm hình cụ thể các trường, để hỗ trợ cho các trường và tiến hành là xuống các khu dân cư 15 ủy ban của ủy ban nhân phường để thông báo cái nội dung và yêu cầu thông báo nhân dân. Chiều tối nay 18 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra lần cuối công tác ứng phó với bão số 8, đặc biệt là phương án phòng chống để phòng bão đi vào đất liền. Các phương án phòng chống lũ tại các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cũng đã được triển khai. Tất cả các lực lượng huy động hết lực lượng trực bão trong đêm này, sẵn sàng các phương án đối phó khi bão đổ bộ, nhất là huyện Hòa Vang, địa phương thường xuyên ảnh hưởng ở các cơn bão trước đó. Đặc biệt như huyện Hòa Vang và nhân dân của thành phố Đà Nẵng là phòng, chống, neo, rồi bảo vệ nhà cửa, đặc biệt là thường xuyên bảo vệ đến cái tính mạng của nhân dân, không tuyệt đối, không để xảy ra cái ảnh hưởng đến cái tính mạng của nhân dân. Trong đêm nay, một số ghe thúng của ngư dân chưa đưa lên bờ an toàn, lực lượng công an và bộ đội sẽ tiếp tục giúp ngư dân để hoàn thành trước khi bão số 8 đổ bộ.